Xin cảm ơn Tĩnh đã cho chúng tôi được tham gia cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Thì cũng xin trả lời cái câu hỏi của anh Tĩnh về lý do tại sao mà bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt hay đến ở giai đoạn muộn. Thì như ta đã biết thì khi mà bệnh nhân mắc một bệnh thì cái chuyện đến điều trị thì nó phụ thuộc vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất về mặt đặc điểm của bệnh. Cái thứ hai là về người bệnh. Thế thì về cái đặc điểm của bệnh thì như ta đã biết là ung thư tuyến tiền liệt là một cái ung thư tiến triển chậm, triệu chứng thì không rõ ràng. Bệnh nhân thường đến bởi những cái triệu chứng đôi khi không phải là của đường niệu. Đấy, ví dụ thường có thể là đau xương, đi khám xương khớp thì phát hiện ra lại có tổn thương ở tuyến tiền liệt, hoặc thậm chí là có khi là tự sờ thấy hạch ở vùng cổ. Đấy, những trường hợp đấy thì sau đó thì mình tìm ra thì mới phát hiện là cái nguồn gốc lại là từ tuyến tiền liệt. Vì cái đặc tính của bệnh thì là bệnh tiến triển chậm, tiềm tàng. Cái thứ hai nữa là về người bệnh thì như bác sĩ Tĩnh cũng đã nói ngay từ đầu, tức là nhiều người cũng nghĩ là đây là những cái bệnh khó nói. Đấy, nên là thực ra thì cũng giấu, rồi đôi khi là cũng đến các trung tâm đi khám, hoặc là có thể đi tự mua thuốc về điều trị. Đấy, đâm là sau khi mà mình dùng thuốc thì đôi khi một số thuốc cũng không phải là thuốc đặc trị về ung thư, nhưng mà những cái thuốc mà về tiểu nó đã cải thiện cái triệu chứng của bệnh nhân. Đấy, đâm là bệnh nhân cũng chủ quan và thường thì đến là vì những cái dấu hiệu muộn mất rồi. Đấy, thì đấy là hai cái lý do mà người bệnh thường đến bệnh viện ở giai đoạn muộn. Cái này nó cũng khác so với nước ngoài. Ở nước ngoài thì đến 80%, 80-90% bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt là được phát hiện ở giai đoạn sớm. Nhưng mà ở Việt Nam thì ngược lại, cái lượng mà phát hiện ở giai đoạn sớm chỉ khoảng 10-20%, còn đa số khoảng 80-90% là bệnh nhân đến ở giai đoạn muộn.